Đây là một vở diễn dài hơi và có số phận cực kỳ khó đối với Vũ Hà. Vì Vũ Hà đây là lần đầu tiên tham gia đóng kịch. Một cái vai cảm thấy rất khó. Nếu Vũ Hà đóng qua ải được cái vai này thì Vũ Hà sẽ bắt đầu có thể là mê kịch. Lần này là chính xác rồi, không còn chối được nữa. Lê, đi với chị. Đi đâu chị? Lên phường Nam Lương kiện Mỹ. Kiện tôi gì nữa? Cưỡng bức em. Tôi không phải là đàn ông. À, con gái chỗ nào? Mặt con gái, tâm hồn con gái. Qua ở đi thai. Qua đi nha gái. Tiền không có đủ anh trai. Ở đó mà đi thấy. Bà khốn nạn lắm nha bà. Bà vừa phải thôi nha bà. Nghiệp vụ giành ngôi nha bà. Bà nghĩ sao? Tôi ăn mận như vậy nè, làm một cái đầu như vậy nè, mà nguyên cái mặt như vậy nè, mà kêu tôi là đàn ông. Bà khốn nạn nó không? Với cái nhan sắc này, với cái chiều cao này, tôi với bà hạp nhau ư? Sao cái gì? Ờ, cái thứ dịch của lùng. Nè, tao với mày kể từ ngày hôm nay, đường ai nấy đi, rõ chưa? Vũ Hà xin kính mời quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12 này thì vở diễn bắt đầu được công diễn. Kính mong quý vị và các bạn hãy đến đón xem. Và đặc biệt vở diễn này sẽ công diễn vào các thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tiếp theo. Đặc biệt những ngày lễ Tết, vở diễn này vẫn mở màn. Mong quý vị và các bạn xem rồi, xem lại và giới thiệu cho toàn thể gia đình, toàn thể bạn bè đến đón, đến xem Vũ Hà diễn và hãy ủng hộ cho sân khấu kịch Ruby. Chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn vào ngày công diễn 9 tháng 12. Bye bye!